25 tiếp tục về thêm cho anh em một lô máy khoan điện đầu kẹp 10 ly anh em nhá. Rất rẻ luôn, thanh lý luôn cho anh em mình là 330.000 một con các bác nhá. Đây anh em nhìn này, phần dây dựng nó con này nó luôn với anh em nó bị mốc rồi các bác nhá. Phần dây nguồn bị mốc rồi các bác. Đây là bên thanh lý cho các bác, chứ còn con này máy mới của nó rất là cao đây các bạn. Mà máy sử dụng là hàng nội địa Trung, con này hàng nội địa Trung này. Hàng nội địa Trung rất là bền luôn các bác nhá. Đây toàn bộ tem mác nội địa hết. Đấy, 750W, điện 220V, đầu kẹp 10 ly, vòng tua là 3.000 vòng trên phút anh em nhá. Nó sử dụng là đầu vặn tay, cho nên là anh em vặn bằng tay rất là tiện luôn các bác nhá. Còn cái phần bưởng đây đừng làm bằng kim loại này, rất là chắc chắn luôn. Anh em cầm con máy nhỏ họn như này có thể làm nhôm kính, tủ nhựa, thạch cao, hay là anh em có thể bấn tôn đều ok cả các bác nhá. Có đảo chiều đầy đủ luôn cho mình. Đó. Máy thì phải nói là chạy cực kỳ là êm luôn. Đấy, các bác làm thợ thuyền dùng con này cũng rất là ok, hoặc là anh em làm gia đình đấy thì sử dụng con máy này thì cũng quá là rẻ luôn các bạn. Đấy, mà một con máy chuẩn chỉ dây đồng luôn cho anh em mình nhá. Dây này em không bao giờ bán hàng dây nhôm đâu các bác yên tâm ạ. Đây cái phần anh em nhìn này, bánh răng kim loại anh em nhá. Đấy, sử dụng bọc đạn này thì con này nó chạy rất là êm luôn. Còn đây là phần cánh quạt, cánh quạt này để làm mát máy anh em nhá. Đây anh em nhìn này, rô ruột đồng luôn, nhìn anh em nhìn này. Chắc chắn chưa? Đấy, nó còn được buộc lại này, rất là chắc chắn luôn. Đấy, còn cái phần sơ to này anh em nhìn này rất là dày luôn. Còn phe này, phe làm cực kỳ là dày dặn luôn các bạn. Đấy, anh em nhìn chuẩn dây đồng có khác, nhìn làm rất là chắc chắn luôn các bạn. Đấy, anh em mua những con máy này về dùng là rất là bền luôn anh em nhá. Đấy, nhìn trông con làm rất là sắc nét, sắc sảo luôn. Bác sĩ luôn anh em nhá, 330.000 một con thôi. Đấy, các bác có nhu cầu thì để lại số điện thoại cho em, hoặc là gọi cho em qua số điện thoại em ghim trên màn hình em nhá. Cảm ơn anh em đã xem video ạ.